Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Phú Trọng muốn trao ghế Phó Thủ tướng Thường trực cho ai nếu Trương Hòa Bình rút đi. Trường hợp ông Trương Hòa Bình là một trường hợp rất bất thường. Nó đã không theo khuôn mẫu nào cả. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam chà đạp lên luật pháp là việc làm quen thuộc của họ. Tuy nhiên, việc chà đạp lên luật lệ của Đảng thì ít gặp hơn. Khi Trung ương đang đấu đá quyết liệt thì họ thường xé rào và phá vỡ mọi quy tắc cản đường họ. Việc ông Trương Hòa Bình rất ủy viên Bộ Chính trị mà lại còn tại vị Phó Thủ tướng Thường trực cho thấy vị trí này sẽ không yên ổn. Ghế ngồi của ông Trương Hòa Bình sẽ gặp sóng to gió lớn trong những ngày sắp tới. Chưa chi mà Nguyễn Phú Trọng đã có tham vọng kiểm soát Phạm Minh Chính rồi. Nói theo ngôn ngữ bóng đá, nếu Nguyễn Phú Trọng cho kèm cặp Phạm Minh Chính quá sát, nhiều cầu thủ bị kèm sát thì tiền đạo dù có hay cũng khó mà có thể ghi bàn. Việc ông Trương Hòa Bình sẽ rời chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực đầy quyền lực chỉ là vấn đề thời gian, có thể ngay trong năm 2021 và cũng có thể vào giữa nhiệm kỳ, không ai có thể đoán định được. Nó cũng tựa như bóng đá vậy, không ai có thể dự đoán nổi khi mà cầu thủ sẽ ghi bàn cả. Chính trường Việt Nam từ khi diễn ra Đại hội 13 có khá nhiều điều bất ngờ, mà đặc biệt là các vị trí trong chính phủ. Nó xáo trộn liên tục. Ban đầu là dự tính Nguyễn Hòa Bình về chính phủ làm Phó Thủ tướng, nhưng sau đó lại thay đổi, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn ngồi chiếc ghế Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với chức Ủy viên Bộ Chính trị. Sau đó lại có tin ông Lương Cường sẽ vào Quốc hội, nhưng cuối cùng ông Lương Cường lại ngồi lại chiếc ghế cũ. Chiếc ghế chỉ dành cho một Ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Tiếp theo là ông Trương Hòa Bình. Ai cũng nghĩ chắc chắn là ông ta sẽ về vườn, nhưng vào phút chót, ông ta lại bám được vào chiếc ghế cũ. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình đang cố bám chiếc ghế. Qua những chuyển biến bất thường như vậy cho thấy, tuy thời điểm kết thúc ăn chia theo quy định đã qua, nhưng chuyện ăn chia không đều mà đấu nhau vẫn còn đang tiếp diễn. Chính trường Việt Nam sẽ hứa hẹn rất nhiều pha gây cấn diễn ra trong thời gian sắp tới. Và câu hỏi đặt ra, ai là người đang nhắm vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực này? Phải khẳng định chắc chắn rằng người nhắm vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Vì vậy, trong 4 Phó Thủ tướng còn lại, chỉ có duy nhất ông Phạm Bình Minh là người có đủ tư cách cạnh tranh một suất. Ngoài ra, còn có 2 người nữa đang là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng không ngồi đúng chỗ hoàn toàn, có khả năng chám vào chiếc ghế mà ông Trương Hòa Bình đang để lại. Hai người ngồi không đúng chỗ đó là ông Nguyễn Hòa Bình đang là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và ông Lương Cường đang là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cả 3 người này đều có thể, tuy nhiên thứ tự ưu tiên và ứng viên số 1 phải là ông Phạm Bình Minh, ứng viên số 2 phải là ông Nguyễn Hòa Bình và ứng viên số 3 là ông Lương Cường. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh, Nguyễn Hòa Bình và Lương Cường. Nhiều người cho rằng ông Trương Hòa Bình phải đợi đến ngày 13 tháng 4 năm 2021, ông mới nghỉ hưu vì đó là ngày sinh nhật của ông. Trong khi đó, bầu Phó Thủ tướng là ngày 8 tháng 4, nên lúc bầu ông Trương Hòa Bình vẫn chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng đến Hội nghị Trung ương Đảng khóa 13 này, thì người ta sẽ chọn Phó Thủ tướng Thường trực mới thay cho ông Trương Hòa Bình. Và sau đó, kỳ họp Quốc hội đầu tiên khóa 15 sẽ bầu người thay thế ông Trương Hòa Bình theo một hình thức vẫn định sẵn của Đảng. Cũng có thể cho rằng cách lập luận này là chưa ổn, vì thực chất điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ quy định ứng viên tái cử Ủy viên Bộ Chính trị không quá 65 tuổi ngay tại thời điểm Quốc hội chuẩn thuận danh sách nội các mà thôi, còn sau đó là không tính. Thực ra hiện nay trong Bộ Chính trị có 2 người quá tuổi quy định vẫn tái cử, đó là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, đang làm một tấm gương rất xấu cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đã mất chức Ủy viên Bộ Chính trị mà còn bám được chiếc ghế thì chứng tỏ bàn tay của ông Trương Hòa Bình còn bám chắc hơn. Ông sẽ không buông nếu áp lực không đủ mạnh. Và điều đó dẫn tới khả năng nào và quyết định của ông Phạm Minh Chính sẽ phải làm gì? Trường hợp của ông Phạm Bình Minh là khá chua chát. Ông Phạm Bình Minh được xem như nắm được vàng và để vàng rơi. Ở chính phủ, ngoài 2 Ủy viên Bộ Chính trị nắm Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì chỉ còn có một mình ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị. Việc sắp xếp chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực tưởng như đã đâu vào đấy,
nhưng cuối cùng lại bị vụt mất vào phút chót. Ông Phạm Bình Minh sinh vào ngày 26 tháng 3 năm 1959, hiện ông 62 tuổi, còn thừa đến 3 tuổi để có thể ở lại Bộ Chính trị. Cái yếu điểm duy nhất của ông là chỉ giỏi ngoại giao và không có kinh nghiệm quản lý đa ngành như vai trò của Phó Thủ tướng đang cần. Cho đến giờ người ta cũng chưa rõ ông Phạm Bình Minh thuộc phe nào. Ông đi lên dường như nhờ lý lịch đỏ của cha ông và biết vâng lời ông Nguyễn Phú Trọng phải nhường nhịn Bắc Kinh. Tuy nhiên biết vâng lời ông Trọng chưa chắc gì được ông Trọng sủng ái. Ông Trọng chỉ sủng ái ai vừa vâng lời vừa giúp ông Trọng chiến đấu với đối thủ chính trị khác. Ví dụ như Nguyễn Bá Thanh mà không bị hạ độc thì có thể nói đến bây giờ Nguyễn Bá Thanh đã là công thần trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng rồi. Đấy là mẫu người mà ông Nguyễn Phú Trọng đang cần thực sự. Còn ấn tượng của ông Phạm Bình Minh thì khá nhạt nhòa. Đấu đá không giỏi thì khó mà được ông Nguyễn Phú Trọng trọng dụng cho được. Cũng có thể nói ông Phạm Bình Minh đang ở rất gần chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực, nhưng ông Minh là con người mà cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính không ưng ý cho lắm. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh đã cầm vàng mà còn để vàng rơi. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh cũng có thế mạnh, đó là ông đã qua hai nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng, trong khi hai ứng cử viên kia chưa một ngày làm chức vụ này. Ông Nguyễn Hòa Bình thì đã từng làm trong ngành công an, viện kiểm sát và ngành tòa án. Vì thế, xét về điều kiện tổng hợp thì ông Phạm Bình Minh vẫn hơn rất nhiều. Hiện nay, chức vụ của ông Phạm Bình Minh chỉ ngang bằng chức vụ của cha ông khi còn tại vị. Những tưởng ông Phạm Bình Minh vượt mặt được cha nhưng ông đã không làm được điều đó. Có lẽ chính điều này đã thúc đẩy ông Phạm Bình Minh bằng mọi giá phải giành được chiếc ghế thứ hai trong chính phủ vào thời gian tới. Lý lịch của ông Phạm Bình Minh cũng có chút tỉ vết đối với Đảng Cộng sản. Đó là cha của ông Nguyễn Cơ là Nguyễn Cơ Thạch có tư tưởng không thuần phục Bắc Kinh nên đã bị Đảng cho nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông Phạm Bình Minh đã khắc phục được điều này khi chính ông đã rất vâng lời ông Nguyễn Phú Trọng trong chính sách ngoại giao. Điều đó được thể hiện khi ông đứng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông cũng không nhắc đến một câu nào về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và khả năng nào cho hai ứng cử viên còn lại câu hỏi cũng được đặt ra. Với trường hợp của ông Nguyễn Hòa Bình thì có thể nói ông này là mẫu người lý tưởng cho cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính. Ông này rất giỏi trà đạp lên luật pháp và biết theo lệnh cấp trên. Tuy nhiên, mẫu người ông Nguyễn Hòa Bình tuy có ích cho người nào muốn sử dụng ông chánh án này vào mục đích xấu xa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình cũng tỏ ra là con người nguy hiểm đối với phe đối thủ. Có nghĩa là Nguyễn Hòa Bình mà theo Phạm Minh Chính thì rất hữu ích cho ông Chính nhưng lại rất nguy hiểm cho ông Trọng. Đó là lý do tại sao từ sau Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính đã giành nhau trường hợp của Nguyễn Hòa Bình là như vậy. Còn về phần ông Nguyễn Hòa Bình thì hiện nay tạm ở nguyên chỗ cũ quan sát. Nếu ông Nguyễn Hòa Bình thấy ông Phạm Minh Chính mạnh hơn thì có lẽ ông không ngại quay lưng với ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, con người dễ dàng chà đạp lên luật pháp. Trường hợp ông Lương Cường thì khó nhất trong ban ứng viên. Ông Lương Cường chỉ là tướng quân đội mà lại chuyên về công tác tuyên huấn nên ông Lương Cường không thích hợp cho vị trí Phó Thủ tướng thường trực. Và lịch sử cho thấy trong chính phủ của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời gian qua cũng chẳng thấy ai nhảy từ tuyên huấn quân đội lên làm Phó Thủ tướng thường trực cả. Được biết ông Lương Cường cho đến bây giờ vẫn chưa được rõ là ông đang theo phe nào. Vì trung dung không theo phe nào cũng khó mà để cho ông Lương Cường có thể được sự ủng hộ của ông Trọng hay ông Chính. Nói chung theo lý thuyết thì có thể thực tế ông Lương Cường gần như không thể ngồi vào chiếc ghế này. Và thực sự cũng chưa thể biết ông Nguyễn Hòa Bình sẽ ngồi ở đấy bao lâu với chiếc ghế hiện nay, bởi trước đây cũng có bà Nguyễn Thị Kim Tiến, rớt ủy viên Trung ương nhưng vẫn ngồi chiếc ghế bộ trưởng gần 4 năm. Với Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có gì là không thể, vì họ rất thích chà đạp lên luật pháp thì mọi dự đoán đều có thể đúng. Hoặc sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra sau đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 với bản tin ông Nguyễn Phú Trọng muốn trao ghế Phó Thủ tướng thường trực cho ai nếu Trương Hòa Bình rút đi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.